Thưa quý vị, hãng hàng không Bamboo Airways của tập đoàn FLC được ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chính phủ Hà Nội, ký duyệt cho phép thành lập hôm 9 tháng 7 năm 2018. Việc ký duyệt được nói theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự đồng thuận của các bộ ngành liên quan. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ dự án của Bamboo Airways hội đủ các thủ tục pháp lý cần thiết bên cạnh đó các bộ ngành liên quan như bộ giao thông vận tải bộ tài chính bộ quốc phòng bộ công an bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường cũng đã đệ trình văn bản xác nhận đầy đủ thủ tục pháp lý đối với dự án hãng hàng không bamboo airways ông đặng đất thắng tổng giám đốc bamboo airways cho báo chí trong nước biết bamboo airways là hãng hàng không hybrid tức là kết hợp giữa loại hình hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hành khách Bamboo Airways cũng xác định cung cấp dịch vụ chất lượng 5 sao trên tất cả các chuyến bay của hãng. Bamboo Airways cũng có kế hoạch mở các đường bay thẳng tới Mỹ và châu Âu. Vừa qua trong chuyến làm việc tại Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ, Bamboo Airways được hãng Boeing đồng ý bán cho 20 máy bay Dreamliner với tổng giá trị 5,6 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau đó, có chuyên gia bình luận trên tờ Washington Post là họ cảm thấy nghi ngờ về khả năng hoạt động của thêm một hãng máy bay khác nữa tại Việt Nam. Việc đặt mua 20 máy bay Boeing bị cho là nguy hiểm. Cũng tin liên quan, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu chậm, hủy chuyến của bốn hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Pasco trong 6 tháng đầu năm 2018. Cụ thể có tới 20.566 chuyến bay bị chậm giờ và 434 chuyến bị hủy. Cục hàng không nêu một trong những lý do là thời gian quay đầu của máy bay vượt quá thời gian được quy định, với thời gian quay đầu thực tế trung bình mỗi chuyến bay là 43 phút 36 giây. Đồng thời, việc máy bay về trễ cũng là yếu tố dẫn tới tình trạng chậm hủy chuyến. Tại cuộc họp đánh giá tình hình trong 6 tháng đầu năm 2018, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ chủ trì sáng 10 tháng 7 năm 2018, ông Huệ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải không tăng giá vé trong lúc người dân đi lại nhiều, và đưa nội dung điều chỉnh giá vé máy bay và phương án kiểm soát giá của Bộ. Gần 60 căn nhà của người Campuchia gốc Việt bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 7 tại phường Rusikel, quận Rusikel, thủ đô Phnom Penh. Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu trong cùng ngày, dẫn lời của Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt, ông Châu Văn Chi cho biết, Đám cháy bùng phát vào lúc 3 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 7, bắt nguồn từ nhà của một hộ dân gốc Việt tên là Xin Yin, 56 tuổi. Ông Châu Văn Chi cho biết thêm, có tổng cộng 69 căn nhà bị cháy rụi, trong đó 59 căn nhà của người Campuchia gốc Việt và 10 căn nhà của người Khmer. Cảnh sát Campuchia xác định nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do chập điện và đã điều 32 xe chữa lửa đến dập tắt đám cháy. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh nói với báo Tuổi Trẻ Online rằng Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Khmer Việt đã đến hiện trường xảy ra hỏa hoạn và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Campuchia hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho những gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn này. Nhà thơ Lu Hà, vợ quá của nhà đối kháng Lưu Hiểu Ba, người được giải Nobel Hòa Bình, được phép rời Trung Quốc để sang Đức hôm thứ Ba ngày 10 tháng 7. AFP đưa tin dẫn nguồn từ những người bạn của bà Lưu Hà như vừa nêu. Theo AFP, mặc dù không bị khởi tố bởi tội danh nào, nhưng nhà thơ Lưu Hà 57 tuổi đã bị chính quyền Trung Quốc quản thúc chặt chẽ tại nhà riêng kể từ khi chồng bà, ông Lưu Hữu Ba, được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010, một giải thưởng làm cho Bắc Kinh cảm thấy rất khó chịu. Những người bạn của nữ sĩ Lưu Hà cho AFP biết bà đã lên chuyến bay Finnair từ Bắc Kinh đi Berlin ngay trước ngày dỗ đầu tiên của ông Lưu Hiểu Ba. Ông qua đời năm 2017 vì căn bệnh ung thư. Nhà văn bất đồng ý kiến Lưu Diệc Võ, người có thể sẽ đón bà Lưu Hà tại thủ đô nước Đức lên tiếng trên Twitter rằng tôi rất vui mừng cuối cùng Lưu Hà đã đến. Một người thân của bà Lưu Hà nói với AFP trước khi bà Lưu rời Trung Quốc rằng bà đã bị trầm cảm rất nặng, thỉnh thoảng bị ngất và phải dùng đến thuốc để ngủ. Vẫn theo AFP, trong một cuộc điện thoại gần đây với bạn của mình, bà Lưu Hà đã nói trong xúc động họ nên thêm một dòng vào hiến pháp đó là yêu Lưu Hiểu Ba là một trọng tội, một bản án trung thần. Phát hồn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà Lưu Hà đến Đức để chữa trị là món quà tự do cho bà. Chuyến bay của bà Lưu Hà cất cánh một ngày sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Đức. Tất cả 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên bị kẹt hơn 2 tuần lễ trong hang động Tham Luang của tỉnh Chiang Rai, Thái Lan đã được giải cứu. Lực lượng người nhái Thái Lan tham gia công tác cứu hộ cho biết như vừa nêu vào chiều ngày 10 tháng 7. Tất cả 12 thành viên đội bóng lận hoang và người huấn luyện bị mắc kẹt kể từ ngày 23 tháng 6. Đến ngày 2 tháng 7, các chuyên gia lặn người Anh tìm thấy 13 người bị kẹt trong một hang tối trong tình trạng đói khát Chiến dịch giải cứu tiến hành vào ngày Chủ nhật 8 tháng 7 và trước tiên 4 thành viên được cứu ra khỏi hàng động. Tiếp đến sang ngày 9 tháng 7, có thêm 4 thành viên nữa được cứu. Và cuối cùng vào ngày 10 tháng 7, tất cả các thành viên được cứu ra khỏi hàng động. Tin dẫn lời giới chức địa phương cho biết có 8 cầu thủ nhỏ được cứu trong hai ngày 8 và ngày 9 tháng 7 vẫn khỏe mạnh và yêu cầu được ăn bánh mì sô-cô-la. Hai cầu thủ nhỏ khác được nói phổi bị nghi nhiễm bệnh. Tin nói thêm tất cả những thành viên được cứu sẽ phải ở lại bệnh viện khoảng một tuần để kiểm tra sức khỏe. Chính phủ Thái Lan vào hôm 10 tháng 7 thông báo sẽ tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ khách du lịch khi họ tham quan tại hang động Tham Lo, nơi 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt trong hơn hai tuần qua. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prajut Chanocha cho biết, hang Tham Luang đã trở nên nổi tiếng trên thế giới và đó là hang động nguy hiểm. Do đó, chính phủ Thái Lan phải theo dõi và lắp đặt thêm nhiều ánh sáng bên trong và thêm nhiều biển báo tại khu vực này. Ông còn cho biết thêm, hang động Tham Luang sẽ bị đóng cửa một thời gian cho tới khi tất cả mọi thứ được ổn định. Tuần trước, cơ quan du lịch Thái Lan, gọi tắt là TAT, cho biết đã lên kế hoạch để quảng bá hang động này như một điểm thu hút khách du lịch khi thông tin về việc giải cứu đội bóng nhí tràn ngập trên các thông tin truyền thông. Miền núi phía Bắc Thái Lan, nơi có nhiều hang động nhưng chưa được nhiều du khách khám phá một số nơi đã trở thành nơi thờ cúng trong những năm qua với nhiều tượng Phật được xây dựng bên trong. Cũng vào hôm 10 tháng 7, chính phủ Thái Lan cũng cho biết số người chết trong vụ chìm tàu du lịch ngoài khơi đảo Phuket xảy ra hôm ngày 5 tháng 7, tăng lên 44 người sau khi lực lượng chức năng tìm kiếm được thêm hai thi thể nạn nhân. Đại diện lực lượng tìm kiếm cứu nạn Thái Lan cho biết, có thi thể nạn nhân vẫn chưa được vớt lên do con tàu bị chìm nằm ở độ sâu hơn 40 mét. Chiếc tàu du lịch có hiệu Phoenix chở theo 101 người, trong đó có 89 hành khách, bị lật vào chiều ngày 5 tháng 7. Phần lớn hành khách trên chuyến tàu xấu số, số này đều mang quốc tịch Trung Quốc. Lực lượng chức năng Thái Lan cho biết đã giải cứu được 49 nạn nhân sau khi tàu chìm được vài tiếng, còn nhiều nạn nhân vẫn bị mắc kẹt bên trong tàu. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Kosurat, cho biết các gia đình nạn nhân sẽ được đền bù 300.000 bạc, tức khoảng 200 triệu đồng. Thưa quý vị, thêm một dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện trị giá 2 tỷ đô la mới đây được Bộ Công Thương đề xuất giao cho doanh nghiệp liên doanh với Trung Quốc. Điều này khiến dư luật đặt câu hỏi vì sao chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc, bất chấp những hệ lụy như công nghệ lạc hậu, lỗi thời, dự án đội vốn, và liên tục gây thất thoát trong hàng chục năm gần đây. Phóng viên Mỹ Lan tìm hiểu sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Công Thương tại Hà Nội mới đây có văn bản gửi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo phương án hợp tác đầu tư một số dự án nhà máy nhiệt điện. Theo đó, bộ này kiến nghị Thủ tướng giao liên danh thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 Nghệ An thay cho tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV. Lý do là vì TKV không đáp ứng được nhu cầu vốn triển khai dự án đúng tiến độ và gặp khó khăn trong huy động vốn từ hai nhà đầu tư là Cospo và Samtan của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đánh giá năng lực của liên danh tập đoàn Relesimco và công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông United cho thấy phương án tài chính mà Relesimco và liên danh đưa ra lại phần lớn dựa vào vốn vay từ Trung Quốc với tỷ lệ vốn đối ứng là 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay. Dự kiến lãi suất vay từ nguồn tín dụng thương mại là 10,86% một năm và quốc tế là 11,77% mỗi năm. Dự án này một lần nữa đặt ra nhiều nghi vấn đối với các nhà chuyên môn xung quanh tính khả thi và hiệu quả sau hàng loạt những tồn tại đã và đang diễn ra tại các dự án do nhà thầu Trung Quốc triển khai. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói về điều này: ừ, Sự thực mà nói là tôi cũng thường xuyên đặt câu hỏi để tôi tự trả lời xem là tại sao tất nhiên là nó có một cái lý một cái lý rất là cũng 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 nhiều người cho rằng là đấy cũng là lý nhưng mà nó mang tính hình thức tức là các doanh nghiệp Trung Quốc thường là chào với cái giá nó rất rẻ thế nhưng mà một cái lý do mà thường tôi vẫn cho rằng là cái logic thực tế của cuộc sống nó hay nó hay nằm ở chỗ đó chính là câu chuyện gọi là câu chuyện tham nhũng ở trong cái quá trình mà thực hiện đấu giá đấu thầu. Trước ý kiến cho rằng việc doanh nghiệp Trung Quốc có chính sách lại quả từ 30% đến thậm chí 50% giá trị dự án chính là nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp Trung Quốc thường trúng thầu tại các siêu dự án tại Việt Nam. Giáo sư Võ bày tỏ quan điểm. Việt Nam hiện nay có một cái mà, mà cho rằng đấy là điều dở. Tức là cái thứ nhất là một cái mối quan hệ thân hữu. Quen thân rồi thì cứ như thế là nó giải quyết công việc rất nhanh nó tiện thì đấy gọi là, là 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 cái cái chủ nghĩa thân hữu trong quản lý ở Việt Nam thì còn hiện nay là chiếm một cái xu thế khá mạnh. Thế tất nhiên là là cái đó thì thường nó lại gắn với tham nhũng có thể lúc đầu thì chưa chưa thân lắm nhưng mà rồi qua cái công việc qua những cái hoa hồng đấy thì sẽ dẫn tới quen thân dần dần, dần rồi thành ra là thành nếp. Đấy là một cái mà mà tôi cho rằng nhược điểm rất lớn trong hệ thống quản lý của Việt Nam mà cần cần phải khắc phục bắt đầu từ việc bài trừ với chủ nghĩa thân hữu. Đồng quan điểm với giáo sư Đặng Hùng Võ thì chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng viện quản lý giá thuộc Bộ Tài chính giải thích thêm. Quá quan trọng về cái chỉ tiêu về giá. Nó bỏ với giá thấp, nhưng trong quá trình bỏ giá thấp nó lại dùng những cái chiêu trò thì cuối cùng là cuối cùng nó lên, lên giá lên thì cuối cùng cũng là bằng vô nghĩa thế thì thực tế như vậy cái thứ hai là bên cạnh đó thì nó có những cái điều kiện của nó ví dụ nó có điều kiện là cấp cho cái vốn vay tín dụng đấy là những cái ưu điểm đó. cái một vấn đề nữa cũng phải hết sức thông cảm là cái cách làm ăn quan hệ của việt nam với của anh trung quốc thì có quan hệ lâu rồi đấy thì cái đó cũng là là là, là cũng nó tác động thì tuy nhiên là phải nói thẳng ra là nhiều cái dự án mà hiện nay trung quốc đầu tư tham gia đấu thầu để thực thi thực hiện thi thi công thầu ấy, thì thì rất là lãng phí kép cơ quả. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cũng cho rằng rất nhiều các dự án mà Trung Quốc đã trúng thầu và đang thi công đều gây lãng phí bởi trên thực tế thì công nghệ của Trung Quốc yêu cầu chi phí đầu tư và duy tu bảo hành cao, tuy nhiên lại không mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi. Trong khi đó, giáo sư Đặng Hùng Võ lại lên án những hậu quả đối với môi trường từ các công nghệ của nhà thầu Trung Quốc, ông nói: Cái mà Việt Nam đã nhìn thấy rồi. Như là những công nghệ xi măng lò đứng, rồi mía đường, rồi nhiều thứ công nghệ khác, Việt Nam cũng đã nhập của Trung Quốc, thậm chí là là biết rồi nhưng mà vẫn trở thành là một loạt cái nhà máy xi măng lò đứng hiện nay vẫn cứ đang làm việc vẫn đang gây ô nhiễm môi trường, và trong khi ở Trung Quốc thì người ta đã bỏ xi măng lò đứng từ lâu rồi. Theo tiến sĩ Ngô Chí Long, mối quan hệ thân hữu giữa các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc trong suốt nhiều thập kỷ qua cùng những khoản lại quả giá trị cao, thậm chí bằng tiền mặt của nhà thờ Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới những bài học đầy đau thương hiện nay. Gần đây thì phải nói là cái bệnh gọi là chậm tiến độ, đội vốn kéo dài hay là thất thoát lãng phí trong đầu tư công. Nó là một bệnh trầm kha một bệnh cố hữu của Việt Nam. Hiện nay là đối với các dự án đầu tư công của Việt Nam ấy, thì thường thường là phải 4 50 phần trăm các dự án phải điều chỉnh do chậm tiến độ, do chi phí đổi lên đấy nó rất là lớn. Tiến sĩ Ngô Chí Long cũng cho rằng, mặc dù đã có luật đầu tư công ban hành từ năm 2014, nhưng do năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý nên tình trạng trên vẫn không hề được cải thiện. Trong khi đó, thì giáo sư Vạn Hùng Võ đưa ra khuyến cáo trong việc lựa chọn nhà thầu có thể đảm bảo được những yêu cầu kỹ thuật trước hết rồi mới tính đến các phương án giá bỏ thầu khả thi để tránh tình trạng nhà thầu không vượt qua được rào cản kỹ thuật, đình trệ thi công và liên tục đề xuất tăng vốn gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng như hiện nay.